Hello, welcome back to my channel. Start together. Trung quét hồ hai. Và bây giờ thì mình sẽ sang cái thứ hai, Ice Cream 6. Let's go. Hey, little cook, be more careful with your food. What are you doing? Don't ever make ingredients wrong. Thank you.
Oh my God. Jay, I'm still here. I'll do what I can. Rồi các bạn sẽ quay lại và gặp anh chàng Smile. Đây cô. Thank you.
help you, take it. Mình sẽ đi này và tìm kiếm một món đồ. Gì đây? Một băng. Rồi, một tấm băng. Tấm băng đó chắc ở đây rồi. Under control. Ingredients wrong. Tasty. Be more careful with your food. Hey, little cook, be more careful with your food. What are you doing? Don't ever mix the ingredients wrong.
Charlie! Fantastic, right? We're back together. Oh, man. Okay, if I'll be the thing, we sit down together. What?
I got you! I think I heard a noise around here.
or my father will show up. Mr. Meat is a beast. I saw what he did to Rebecca. I ran out of fear. Now, with your help, I bring me the girl. Well, a little pig. Ở đây các bạn sẽ làm nhiệm vụ theo ở bên trái này. Đó, đầu tiên các bạn sẽ phải lấy bình sữa cho cậu bé ăn. Rồi thay bìm. Wow, biến mất luôn. Đây rồi. Đây là một cậu bé có siêu năng lực. Tiếp tục tắt điện. Sau đó thì ngồi trên ghế sofa xem TV. Lai Chu.
Sau đó lại ra chiếc ghế sofa, xem TV. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game thứ 6, Scary Teacher vào đây. Thank you.
và mình sẽ chuyển sang kênh thứ 7. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ cho mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Grandi Chatwan, đây là một trong những tựa game khá là hay và hot trong những năm vừa qua. Ở đây các bạn phải thoát khỏi ngôi nhà này, một ngôi nhà có bà Granny. Ok.
Nicole. Thank you.
Ok, vào bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái game cuối cùng, Grande Chantachu. See you.
Vậy thì mình sẽ xuống dưới tháp xem còn gì ở đó không. Ok, và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại bạn trong clip tiếp theo.